yến chưng táo đỏ hạt sen, món ăn cực kỳ bổ dưỡng cho cả nhà. Yến chưng táo đỏ hạt sen không chỉ thơm ngon mà còn vô cùng giàu dinh dưỡng để bồi bổ cho cả nhà, đặc biệt là người cao tuổi, phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ và người mới ốm dậy. Cùng shop Nhật Việt vào bếp bắt tay vào chế biến món ăn tuyệt vời này nhé. Công dụng của yến chưng táo đỏ hạt sen. Yến chưng táo đỏ hạt sen chứa chọn tinh hoa của yến sao và hai loại thực phẩm cực tốt từ nhiên nhiên là táo đỏ và hạt sen món ăn này có tác dụng bồi bổ và thanh lọc cơ thể nâng cao sức đề kháng trị chứng mất ngủ suy nhược thần kinh tăng cường hoạt động của các chức năng trong cơ thể làm đẹp da chống lão hóa ngăn ngừa ung thư theo các chuyên gia dinh dưỡng yến xào trưng cùng với táo đỏ và hạt sen thích hợp sử dụng cho mọi lứa tuổi từ trẻ em người trưởng thành phụ nữ mang thai đặc biệt là người bệnh vừa ốm dậy cần cải thiện sức khỏe Chuẩn bị nguyên liệu làm món yến chưng hạt sen táo đỏ, tổ yến xào tinh chế, 3,5 gia, hạt sen, 100 gia, táo đỏ khô, 50 gia, đường phèn, vài lát gừng, tổ yến. Bạn nên mua yến xào từ các thương hiệu uy tín như yến xào Nunes để đảm bảo chất lượng, tránh mua phải các sản phẩm yến xào giả hay kém chất lượng. Nếu có nhiều thời gian, bạn có thể chọn yến xào thô để về nhà tự sơ chế còn nếu muốn tiết kiệm tối đa thời gian làm món yến trưng bạn nên mua yến xào tinh chế để sau khi ngâm nở là có thể chế biến được ngay hạt sen nên mua hạt sen tươi thay vì hạt sen khô để dễ trưng mềm cũng như giữ được thành phần dinh dưỡng trong đó bên cạnh đó bạn cũng nhớ chọn những hạt sen chắc tươi có vỏ màu xanh nhạt táo đỏ khô bạn hãy chọn những trái táo có màu đỏ tươi không hư hại, gừng, rửa sạch gọt vỏ và thái lát mỏng, chế biến món tổ yến trưng táo đỏ hạt sen, cách làm món yến trưng táo đỏ hạt sen cũng khá đơn giản, bạn có thể áp dụng theo các bước sau, bước 1, ngâm phần yến tinh chế đã chuẩn bị sẵn vào nước ấm khoảng 20 đến 30 phút cho yến nở đều và tơi hơn, sau đó vớt ra để ráo nước, bước 2, táo đỏ mang ngâm trong nước sạch cho táo nở ra. Nếu sử dụng hạt sen tươi, sau khi mua về, bạn bóc vỏ rồi tách tim sen ra cho bớt đắng, sau đó ngâm vào nước sạch. Nếu dùng hạt sen khô, bạn rửa sạch và ngâm nước khoảng 1 giờ đồng hồ. Cho hạt sen vào nồi đun cùng một ít nước cho đến khi mềm. Lưu ý hạt sen tươi sẽ nhanh mềm hơn nên bạn cần chú ý thời gian. Bước 3. Tiếp tục cho táo đỏ vào nồi đun hạt sen và tiếp tục đun. Để lửa riêu riêu cho hỗn hợp chín đều. Bước 4. Cho phần yến xào đã ngâm vào thố có nắp đậy, chưng cách thủy trong khoảng 30 phút. Sau đó cho đường phèn vào chưng thêm 5 phút rồi tắt bếp. Bước 5, cho hỗn hợp hạt sen táo đỏ vào đun thêm khoảng 5 phút nữa, sau đó cho vài lát gừng vào để khử bớt mùi tanh của yến. Bước 6, múc ra chén để nguội là bạn đã có được món yến chưng táo đỏ hạt sen thơm ngon bổ dưỡng món ăn này bạn có thể ăn nóng hay lạnh đều được lưu ý khi chế biến. Trong quá trình chế biến món yến chưng với táo đỏ hạt sen, shop Nhật Việt lưu ý bạn một số điều sau. Bạn không nên chưng yến trên lửa quá lớn có thể làm mất chất dinh dưỡng trong yến xào. Tốt nhất nên sử dụng thố bằng sứ, có nắp đậy để chưng cách thủy, không nên sử dụng chén, thố bằng thủy tinh. Tùy yến xào là món ăn rất tốt cho sức khỏe nhưng bạn không nên lạm dụng với người lớn, tốt nhất chỉ nên ăn một tuần 3 lần, một lần từ 3, 5 gia yến tinh chế, 200 đến 300 ml, để món ăn phát huy tối đa công dụng và cơ thể hấp thụ tốt, nên ăn món yến chưng với hạt sen và táo đỏ khi vừa ngủ dậy hoặc trước khi đi ngủ từ 30 đến 60 phút, nếu không thích ăn táo đỏ, bạn có thể thay đổi bằng kỳ tử. Hai nguyên liệu này đều tốt cho sức khỏe như nhau, như vậy là bạn đã biết được bí quyết để chế biến món yến chưng táo đỏ hạt sen thơm ngon và tốt cho sức khỏe rồi đó.